Chào các bạn đã quay trở lại với CR Tin học Văn phòng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bỏ voi bài số 5 chèn hiệu ứng chuyển slide. Để chèn hiệu ứng chuyển slide cho tất cả các slide, chúng ta làm một cách là một thao tác rất đơn giản, cực kỳ đơn giản và đơn giản đến không ngờ như sau. Chúng ta chọn cái sao là chọn một cái hiệu ứng chuyển slide bất kỳ, sau đó chúng ta ấn Apply to All thì tất cả các slide đều có cái hiệu ứng chuyển slide. Thế thì khi đó nếu như một slide nào đó mà chúng ta không muốn có hiệu ứng chuyển slide thì chúng ta bôi đen, là chúng ta chọn vào Ribbon Transition, chúng ta chọn lăn thì tất cả những dấu sao đấy nó đã mất đi rồi. Để tạo hiệu ứng cho một cái slide chuyển slide tới một slide bất kỳ, chúng ta chọn một slide đó, sau đó chúng ta vào Ribbon Transition, chúng ta chọn slide, chọn 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 hiệu ứng, ví dụ như là Post. Ở bên này chúng ta chọn các cái tùy chuyển biến thêm của hiệu ứng đó, ví dụ như là put nhưng mà là from left hoặc là from right chẳng hạn, thì ta sẽ có thêm hiệu ứng. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ngôi sao ở đây rồi. Tương tự như vậy, chúng ta muốn chọn sang slide khác thì chúng ta bấm vào đây chọn cái hiệu ứng khác, còn nếu như mà hai hiệu ứng giống nhau thì chúng ta bôi đen luôn hai cái đó để chúng ta chọn cái hiệu ứng. Tiếp theo là chúng ta đi vào cái phần thiết lập cái hiệu ứng. Thì cái hiệu ứng này nó có thể là được áp dụng khi mà chúng ta click chuột, hoặc là đây khi mà chúng ta click chuột, hoặc là nó xuất hiện sau một khoảng thời gian nào đấy, ví dụ như là 0,03 giây chẳng hạn, hay là 0,2 giây đi đấy. Tiếp theo là cái thời gian, cái duration, tức là cái thời gian để mà chúng ta xảy ra hoàn thành, từ lúc xảy ra tới lúc hoàn thành cái hiệu ứng đó là bao nhiêu giây. Và chúng ta có thể là có thêm âm thanh đấy. Đấy, âm thanh đó, ví dụ như là chúng ta chọn là post như này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chạy thử để chúng ta biết được cái kết quả. Shift F5 này, chúng ta chuyển sang slide số 2 bằng cách click chuột hoặc ấn phím mũi tên sang trái, sang phải hoặc là đi xuống, còn về slide trước thì là mũi tên đi lên hoặc sang trái. Đấy, chúng ta click chuột đấy thì nó sẽ có âm thanh cộng với lại là hiệu ứng đấy, và đợi một cái khoảng thời gian là 2 giây thì nó sẽ chuyển sang cái hiệu ứng tiếp theo luôn mà chúng ta chưa click chuột hay gì cả. Đấy, thì đấy là một số cái hiệu ứng chuyển slide. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cuối cùng các bạn hãy like, chia sẻ và nhấn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.